Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, có thể nói một sự việc lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra trong Giáo hội Công giáo Việt Nam. Một người làm nghề xem phong thủy, tâm linh, môi giới, quen biết nhiều với các quan chức cao cấp tình báo của Công an Việt Nam và bị đi tù, mà lại được chịu chức linh mục và đi rao giảng lời Chúa trong một số nhà thờ ở giáo phận Vinh. Người có tên Hồ Hữu Hòa được truyền chức linh mục tại Philippines ngày 7 tháng 12 năm 2022 và người có tên Hồ Hữu Hòa trong vụ án Vũ Nhôm là một. Phan Anh Vũ, biệt hiệu là Vũ Nhôm, là một thượng tá công an của Tổng cục Tình báo. Ông Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Trong vụ án này, ông Hồ Hữu Hòa làm nghề xem phong thủy tâm linh môi giới đã bị kết án 2 năm 7 tháng 25 ngày về tội môi giới hối lộ giữa các quan chức cao cấp. Việc ông được phong chức linh mục một cách nhanh chóng, thần tốc tại Philippines ngày 7 tháng 12 năm 2022 làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Và ngày 10 tháng 2 năm 2023, Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh đã ra văn thư minh định về việc không liên quan đến anh Hồ Hữu Hòa. Nhiều người đã đặt ra nhiều câu hỏi, trong số đó có câu hỏi tại sao một người có thành tích như thế trong xã hội lại được chịu chức linh mục để đi rao giảng lời Chúa. Đài truyền hình SBTN phỏng vấn linh mục Du Xe Đinh Hữu Thoại, dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam về vấn đề này. Xin kính chào anh Vũ Nhân. Tôi là linh mục Du Xe Đinh Hữu Thoại, dòng Chúa Cứu Thế. Thưa linh mục, qua cái nhìn của một người linh mục thì ông nhận xét như thế nào về cái việc phong linh mục cho linh mục Hồ Hữu Hòa, thưa ông? Kính thưa anh Vũ Nhân, thì cái vụ việc của linh mục Hồ Hữu Hòa mà được phong linh mục ở Phi Luật Tân cách đây, được phát hiện ra cách đây mấy ngày đó, thì chắc là ở trên các trang mạng cũng rất là nhiều rồi, nói rất là nhiều và cũng thu hút cái sự quan tâm của không chỉ là những giáo dân Việt Nam ở khắp nơi trong và ngoài nước, mà còn cả những người bên ngoài Giáo hội Công giáo, mà họ quan tâm đến Giáo hội Công giáo lâu nay. Tôi chỉ chia sẻ cái một vài ý trong cái vụ việc này dưới cái nhìn của một người linh mục. Thì tôi cũng đã trải qua tất cả các cái giai đoạn huấn luyện để trở thành một linh mục. Thì tôi chia sẻ theo cái kinh nghiệm tôi có, và nhất là theo giáo luật của Giáo hội Công giáo. Thì vụ việc của linh mục Hồ Hữu Hòa, nếu như không có cái biến cố mà làm cho người ta phải truy tìm về cái con người này là ai, thì có lẽ nó không quá ồn ào như mấy ngày hôm nay. Bởi vì khi người ta biết ra được là anh Hồ Hữu Hòa này có một cái quá trình trước khi mà được thụ phong linh mục, là một người, nhất là một thầy bói, mặc dù anh là một Kitô hữu được sinh ra trong một gia đình Công giáo ở tại Nghệ An, Giáo phận Vinh, nhưng mà anh lại chọn cái con đường bói toán để có thể là để mưu sinh. Nên cái việc quá khứ từng là một thầy bói, rồi thầy phong thủy, rồi nhất là có những cái mối tương quan rất là thân thiết với những cán bộ cộng sản cao cấp trong cái vụ mà môi giới hối lộ, cái vụ án mà khiến cho anh Hồ Hữu Hòa này phải vào tù với mức án là 2 năm 8 tháng. Và cái thời gian anh ra tù tháng 11 năm 2021 cho đến cái ngày anh lãnh sứ vụ phó tế là ngày 8 tháng 9 năm 2022, rồi đến ngày phong chức linh mục là 7 tháng 12 năm 2022, thì cái thời gian đó nó quá ngắn, cho nên nó gây ra cho người ta một sự thắc mắc là liệu là cái quá trình cái người này trở thành linh mục nó có
tuân thủ các cái quy định của giáo hội hay không. Mặc dù cái chuyện quá khứ của một người tội lỗi thì cái đó không phải là cái yếu tố làm ngăn cản cái con đường đi tu của một người. Những cái chuyện quá khứ vẫn có thể được, được bỏ qua. Quan trọng là cái hiện tại của con người đó. Nhưng mà vì cái thời gian rất là ngắn sau khi ra tù cho đến khi chịu chức linh mục, rồi đặc biệt là cái cách thức mà chịu chức linh mục đó, nó cũng không bình thường. Nó không bình thường ở chỗ là anh này không không biết về tiếng Anh và cũng không thuộc là không đi tu ở bên Philippines, bên Luật Tân, mà lại được phong chức ở bên Phi Luật Tân. Và trong cái video clip về lễ phong thánh lễ phong chức linh mục á, thì qua cái diễn tiến thánh lễ thì thấy được rằng anh được linh mục và chánh văn phòng của giáo phận Vinh giới thiệu, giới thiệu rồi đọc thư ủy nhiệm của đức giám mục giáo phận Vinh. Rồi trong ngay trong bài giảng của vị giám mục Ma Xin, giáo phận Ma Xin, ngài cũng nói rằng ngài không có chuẩn bị cho cái lễ phong chức này. Ngài cũng không hiểu tại sao một người Việt Nam lại phải qua phi chịu chức. Rồi ngài kể cái câu chuyện mà do anh Hữu Hòa này chia sẻ với ngài, thì nó người ta phát hiện ra rằng nó cái việc phong chức này nó có những cái lỗ hổng về mặt giáo luật. Và với cái thư minh định của Đức Giám mục Giáo phận Vinh ngày 10 tháng 2 vừa rồi đó, thì người ta thấy rằng Đức Giám mục đã phủ nhận cái thư ủy nhiệm đó. Ngài không hề ký tên, ngài không hề giới thiệu, ngài không hề chứng nhận bất cứ một điều gì về anh Hữu Hòa này là thành viên của giáo phận Vinh, đã ứng xin linh mục của giáo phận Vinh cả. Từ lúc đi tu cho đến lúc mà phát hiện ra anh chịu chức linh mục, không hề có một chứng nhận gì hết. Cho nên cái việc phong chức linh mục cho anh Hữu Hòa tại Phi Luật Tân đó là có dấu hiệu bất hợp pháp, bất hợp pháp. Vì thứ nhất có dấu hiệu là cái thư mạo danh là cái thư ủy nhiệm là mạo danh theo lời minh định của Đức Giám mục Giáo phận Vinh. Phong chức bất hợp pháp thì theo quy định của giáo hội là phải bị ngăn chặn và tuyên bố rằng cái việc này bất hợp pháp và huyền chức linh mục của đương sự. Đồng thời là giáo hội ở tòa thánh ở Vatican cũng sẽ phải quyết định là trục xuất anh ra khỏi hàng giáo sĩ, bởi vì khi mà anh đã là linh mục rồi thì anh trở thành một thành viên của hàng giáo sĩ Công giáo, nên phải có hai cái động thái huyền chức và trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, thì đó mới trở lại để trả lại cái sự chính danh của cái việc phong chức linh mục. Và cho đến nay thì như là cũng đang trong cái quá trình điều tra, cho nên cũng chưa có thêm những cái thông tin nào khác để thấy cái cách giải quyết của giáo hội trong cái vụ này. Mọi người cũng đang chờ xem giáo hội sẽ giải quyết như thế nào. Còn cái góc nhìn của một linh mục thì tôi chia sẻ những cái bình thường nó sẽ bị diễn ra như vậy đó. Vũ Nhân, cảm ơn thời giờ của linh mục dành cho đài truyền hình SPTN và kính chúc những gì tốt đẹp nhất đến với ông, thưa linh mục. Dạ, xin cảm ơn anh Vũ Nhân và quý vị đang theo dõi chương trình của SPTN. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, có thể nói đây là một sự việc được rất là nhiều người quan tâm. Đài truyền hình SPTN đang liên lạc với các chức sắc có thẩm quyền tại Philippines, nơi ông Hồ Hữu Hòa được phong làm linh mục, và sẽ tiếp tục gửi đến quý khán giả những tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề này. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SPTN.